đây là các loại thẻ cạo gió các bạn ạ. Thì kích thước của các loại thẻ cạo gió này nó rất là nhỏ gọn xinh xắn thôi. Cái kích thước của nó dài 6 cm và nặng 25 gram. Thì đây là thẻ cạo gió Nan Đinh, thẻ cạo gió Nan Đồng, thẻ cạo gió Lăn Cầu Gai Đôi, thẻ cạo gió Lan Sừng. Thế thì tác dụng của những cái thẻ cạo gió này như thế nào? Thì nó chia thành hai đầu. Cái đầu này đương nhiên để mình dùng để mình cạo gió rồi, đánh gió. Nó rất là êm ái dễ chịu đó, để đánh gió trên vùng mặt, trên các vùng hai bên cột sống, trên cổ vai gáy, mình đánh nhẹ nhàng thế này thôi. Đấy, còn cái đầu này là chia thành hai loại loại chất liệu là loại inox đồng và loại này là sừng nhựa. Thì inox và đồng này có tác dụng là làm mát và hạ sốt, còn cái thằng này có tác dụng làm ấm. Tác dụng chung của cả bốn thằng này là gì? Làm khí huyết lưu thông, làm giảm đau. Thế thì người huyết áp cao, người sốt thì mình dùng loại mát này, người huyết áp thấp mình dùng loại này. Còn không, mình bình thường mình để mình làm đẹp da giảm đau thì mình cứ dùng thằng này trước, đồng này trước, lăn vài chục cái tại cái vùng đau ấy. Sau đó mình dùng cái thằng đinh này đó. Sau đó dùng lăn cầu gai đôi này, sau đó dùng lăn sừng này, mình lăn khắp da mặt để làm đẹp da đấy, để làm đẹp da, còn lăn trên thân người, trên vị trí đau để làm giảm đau đó.